chưa thi Hoa hậu Thế giới, nhưng Đỗ Thị Hà đã có ảnh đăng quang. Được biết, sắp tới Đỗ Thị Hà sẽ đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc lớn diễn ra vào cuối năm nay. Trong những nàng hậu của Việt Nam, Đỗ Thị Hà là một trong những cái tên mà người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Người đẹp sinh năm 2001 này vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được đánh giá là người đẹp có vóc dáng chuẩn và gương mặt khả ái. Công chúng cũng đặc biệt dành nhiều sự quan tâm đến Đỗ Thị Hà. Khi cô chuẩn bị bước vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021, nhiều fan còn ghép ảnh đội vương miện cho Đỗ Thị Hà, khiến cô chưa thi đã có ảnh đăng quang. Bên cạnh những lùm xùm trong giới showbiz thời gian gần đây, một bộ phận khán giả vẫn dành thời gian quan tâm đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021. Năm nay, cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra ở Puerto Rico với đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ở một đấu trường nhan sắc tầm cỡ như Hoa hậu Thế giới, nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho tuổi đời còn trẻ của Đỗ Thị Hà. Song, khán giả vẫn có quyền kỳ vọng vào sự may mắn và những nỗ lực của cô nàng trong thời gian sắp tới. Mới đây, các fan còn hào hứng truyền nhau hình ảnh Photoshop Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Thế giới. Trong ảnh, người đẹp rất hợp với chiếc vương miện huyền thoại. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với loạt ảnh này. Đây cũng là cách để người hâm mộ gửi lời động viên, khích lệ tinh thần đến Đỗ Thị Hà. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tình hình thực tế, sẽ thấy chặng đường chạm đến chiếc vương miện ấy của cô nàng còn khá chông gai. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh, người đẹp vẫn còn chưa có dịp trở lại thành phố Hồ Chí Minh để rèn luyện kỹ năng catwalk và make up. Nhiều người lo lắng rằng việc chế ảnh Đỗ Thị Hà đăng quang sẽ không may mắn vì nói trước bước không qua. Những bức ảnh này đáng lẽ không nên xuất hiện vì sẽ khiến tâm lý nàng hậu càng thêm áp lực. Để chinh phục một đấu trường nhan sắc lớn như Hoa hậu Thế giới, Đỗ Thị Hà cần phải trang bị nhiều thứ, từ trang phục, ngoại ngữ, cho đến phần thi tài năng. Chân dài 10X từng chia sẻ rằng cô sẽ sử dụng đầm của các nhà thiết kế quen thuộc, cũng có thể mặc trang phục đến từ nhà thiết kế Đỗ Long trong đêm chung kết. Khách quan mà nói, Đỗ Thị Hà hiện tại vẫn đang là người đẹp được đánh giá cao. Cô nàng sở hữu thân hình chuẩn với chiều cao 1,75m và số đo 3 vòng lần lượt là 80, 60, 90. Giới chuyên môn và nhiều người hâm mộ cũng nhận xét Đỗ Thị Hà có nhiều tiềm năng khi bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô nàng cũng đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản thân khi tham dự Hoa hậu Thế giới. Theo đó, Đỗ Thị Hà mong muốn vào top 12, hoặc nếu tốt hơn thì sẽ vào top 5. Do đó, gần đây cô nàng vẫn đang nỗ lực tập luyện dù chưa vào được nơi có cơ sở vật chất đầy đủ là thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đại diện gần đây nhất của Việt Nam trong Hoa hậu Thế giới là Lương Thùy Linh với thành tích ở top 12. Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2021 dự kiến diễn ra vào tháng 12. Đêm chung kết được thông báo là ngày 16 tháng 12 và đương kim Hoa hậu Tony An Sinh, người Jamaica, sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.